Thưa quý vị, hiện nay thì Vũ Minh Cường đang có mặt ở vòng sơ tuyển của cuộc thi Tài Danh Tân Cổ và hiện nay thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì có rất đông đảo thí sinh đang đến để đăng ký dự thi. Dạ xin mời anh. Trời ơi, mặc đồ đẹp quá anh ơi. Anh ơi, trước khi anh đăng ký dự thi thì cho em anh. Khoan, từ từ, không sao hết. Đăng ký ở đây, lát nữa mình đăng ký không sao. Anh cho em phỏng vấn một chút xíu được không ạ? Em thấy anh mặc trang phục rất là đẹp nè. Đến với chương trình ngày hôm nay, nhưng mà chương trình của mình là Tài Danh Tân Cổ nha anh. Tài Danh Tân Cổ là mình ca giọng cổ chứ không phải là ca tân nhạc ha. Rồi bây giờ thì thử trước đi. Bây giờ anh thử ca trước cho em một vài một câu thôi. Một câu em nghe coi là sao anh? MC à? Dạ em MC ạ. Áo dài đẹp quá. Dạ anh ca đi anh, chứ anh đừng quan tâm áo dài của em. Ôi hôm nay là vòng sơ tuyển chương trình Tài Danh Tân Cổ. Đây là một format mới nên thí sinh đi tham gia nhiều quá, cho nên tôi cũng lẻ lẻ vào đây đăng ký tên mình. Trời ơi hay quá anh ơi. Đó, quý vị khán giả cũng thấy rồi đó, là chương trình Tài Danh Tân Cổ của chúng ta, thí sinh còn có thể là cảm ứng mà sáng tác luôn được luôn ha. Mà khi mà anh nghe anh ca đó, em biết anh thần tượng ai rồi đó. Anh Kim Tử Long đúng không? Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Ảnh là giám khảo này luôn mà. Đăng ký liền cho anh. Trời ơi, anh này là giống như thần đồng Tân Cổ rồi chứ còn là Tài Danh nữa. Tại vì bảo đảm luôn là ảnh là mê Tân Cổ từ hồi nhỏ luôn á. Anh ơi, lộn tên. Anh Kim Tử Long là giám khảo. Anh ghi tên của anh á. Anh ghi tên của anh. Ghi tên của anh á anh ơi. Ủa anh hả? Anh Kim Tử Long hả? Trời ơi. Hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang đến với chương trình Tài Danh Tân Cổ. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty M&T Picture thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, Tài Danh Tân Cổ ra đời với mong muốn là góp phần tôn vinh các giá trị vô cùng quý báu của nghệ thuật đờn ca tài tử, và bên cạnh đó cũng tạo ra sân chơi rất hấp dẫn để cho các bạn trẻ tìm đến nè, rồi tham gia tuyển chọn và chương trình thông qua đó để giới thiệu những gương mặt mới đến với nghệ thuật sân khấu cải lương. Chính vì vậy mà Tài Danh Tân Cổ hứa hẹn sẽ là một cuộc thi vô cùng hấp dẫn, giúp cho mọi người có thể hiểu nè, yêu nè và cùng chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị, đến với vòng sơ tuyển thì các thí sinh sẽ có thể tự do thể hiện tài năng của mình, không có bị hạn định bởi thời lượng cũng như là thể loại ha. Sau vòng sơ tuyển thì 15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng biểu diễn sân khấu. Còn ngay bây giờ sẽ là hai vị giám khảo rất là công tâm nhưng cũng rất là khó tính, nhưng mà cũng vui lắm nha mọi người. Đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và đông đảo thí sinh đang đến với vòng sơ tuyển của Tài Danh Tân Cổ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng đến với vòng sơ tuyển của Tài Danh Tân Cổ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh đầu tiên. Dạ em xin chào ban giám khảo, xin chào toàn thể quý vị quan khách. Dạ em tên là Trần Thị Yến Khoa, em đến từ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ạ. Dạ và đến với cuộc thi hôm nay thì em xin dự thi hai câu vọng cổ trong bài Tân Cổ Mai Xa Rừng Em Có Nhớ Gì Không. Tự tin ha, thể hiện, diễn xuất, biểu cảm vô nha. Sao làm em bối rối. cùng anh trong chiều mưa biên giới, không để gai dương chân và cỏ mai đang áo em đâu hay rừng lắm qua thôn ngào ngạt lưng đồi. Câu hỏi đơn sơ sao lòng em xúc động bồi hồi, nhớ đoàn quân đi trong đêm ba lô nặng trèo, nghe xôn xao lá rừng chào đón tiếng mưa, những giọt mưa thành nốt nhạc trên lưng người chiến sĩ hát bài ca ra trận cho cuộc đời má diệu xanh trong, cho tình yêu lứa đôi hồng tươi sắc thắm. Em biết nói gì đây khi xa rừng có nhiều hoa thơm bóng ma, có con suối xanh trong chào giác tình đời, con suối nhận mang đi rồi trả lại về nguồn những tình yêu quê hương đất nước, những bông lúa vàng hoàng nằm đôi vai, nghe tiếng chim rừng hót mê say để lòng em chân da chân dứt. Biết nói gì đây chỉ một lời, một lần gặp gỡ sao nhớ hoài anh ơi. Ôi chú em kia người ta đang thi đứng lấp ló làm gì đó là, người ta đang thi mà. Cho em nói chuyện với người yêu em chút được không? Vậy hả? Hồi nãy đáng lẽ anh gọi điện thoại cho em là anh có hai tin muốn báo cho em biết, một là tin vui, hai là tin buồn, mà tự nhiên cái gọi cho em không được, gọi chị em cái tới đây anh biết hai tin đó là không có tin nào vui luôn. Vậy anh báo cho em biết tin buồn thứ nhất đi anh. Tin buồn đáng lẽ đó là tin vui, là anh với em sẽ được cưới nhau, má anh đồng ý rồi, mà đi kiếm em để báo em biết cái tin vui này, cái tự nhiên cái em có mặt ở đây cái thành tin buồn luôn. Tại má anh nói là bây giờ mình cưới nhau được, nhưng mà em phải bỏ nghề, em đừng hát nữa. Anh thấy anh chắc là thuyết phục được em mà tìm em hoài luôn không thấy, cái tự nhiên bây giờ em ở đây anh thấy vậy cũng biết sao nữa. Rồi anh báo cho em biết tin không được vui thứ hai đi anh. Là bây giờ một là em hát em sẽ không có anh nữa. Và sao anh nói cho em biết đi. Má anh không nhận con của hai đứa mình luôn. Khoa ơi, bây giờ anh em không thương anh cũng được nữa, mà em thương con của mình được không? Nó mới có 2 tháng mấy. Bây giờ em chọn cái gì Khoa? Anh không thuyết phục được mẹ anh à? Em biết mẹ rồi đó. Mẹ anh chỉ có một mình anh thôi, mà anh cũng nói với em chuyện này hoài à. Bây giờ đi hát chi, đi hát cực khổ rồi người ta cứ nói này nói nọ. Bây giờ má lo cho anh, lo cho em, miễn là em bỏ hát thôi. Sân khấu này, đây là tính mạng của em. Nhưng mà còn con của mình, bây giờ em không chịu, rồi làm sao mình nhận được con, làm sao mọi người chấp nhận đứa con trong bụng của em mà Khoa? Anh có yêu em không? Nếu như anh không yêu em thì anh sẽ không nói em nghe những chuyện này. Nếu mà anh yêu em thì anh phải hứa với em anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn này được không? Thôi đủ rồi, tao mày đi về nè. Nó không chịu nó chấp nhận thôi, chia tay đi. Mày đi đi, về liền cho tao. Khoa đi lẹ lên. nói lối nè. Biết nói lối không? Vô Phụng Hoàng đi, vô Phụng Hoàng. Ca gì cũng được, tùy. Thời gian chiến tranh đã nhẫn tâm cướp đi tuổi xuân của người con gái, và đã cướp mất anh. Khói lửa đạn bom đã bứt lìa anh ra khỏi tình yêu thương mẹ. Và bây giờ thời gian đang muốn bứt lìa anh ra khỏi trái tim em. Anh Phong ơi, gió dông nuôi rừng sầu. Cảm ơn ban nhạc. Thấy người Võ Ngọc Tân ở trong cánh gà đi ra có hết hồn không? Dạ em đang tập trung hát thì vừa hát xong thì em cũng không có để ý là anh Tân bước lên nữa. Dạ em cũng có một chút bất ngờ. Với cái cách diễn xuất của em vừa rồi, với cái sự ngẫu nhiên của em đối đáp với Tân là cũng có một cái sự nhạy bén. Khi mình đứng trên sân khấu mình hát á, trước tiên là cái nội lực của mình á, nó phải có. Dù cho sức khỏe của mình nó có yếu cỡ nào, nhưng khi mà mình nhả chữ đó thì em phải nhả chữ cho khỏe, dứt khoát, rõ ràng. Em đang có giọng nhưng mà cái cách ca của em anh chưa có hài lòng lắm. Có lẽ là em chưa có người để mà chỉ dẫn em cách ca. Như cái câu giọng cổ em luyến lái để em xuống. Không luyến thì thôi, luyến là phải cho tới. Em thử em vô lại cái câu giọng cổ vừa rồi của em. Hít sâu vô. Cỏ mai đang áo em đâu hay rừng lắm qua thôn ngào ngà lưng đồi. Cái luyến này là luyến của anh Trọng Phúc đó. Ngào. Anh đồng ý. Chúc mừng bạn. Dạ em cảm ơn. Những gì anh Long nhận xét nãy giờ là chính xác đó. Bây giờ đây là chỉ là mới cái dòng mà sơ tuyển thôi. Là anh với lại anh Long tìm những người mà có tố chất. Và em có đầy đủ những cái tố chất đó. Và hy vọng là các huấn luyện viên sẽ mài giũa em để cho những cái tố chất em đã có, và em sẽ càng ngày càng sáng hơn trong chương trình Tài Danh Tân Cổ. Đến giờ phút này thì em cũng là một trong những thí sinh mà anh thích. Anh đồng ý. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Hữu Quốc. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em xin kính chào hai vị giám khảo. Em tên là Tấn Lực, quê quán em ở Kiên Giang. Và hôm nay em xin dự thi hai câu giọng cổ trong bài Đêm Lam Sơn, tác giả của nghệ sĩ Phạm Văn Phúc. Hùng chỉ hiên ngang cả một dãy gian sang cơ đồ nước Việt. Sầu binh biến ngẹn ngào, ta nối tiếp mong đồ dương. Trời đất chí linh như triều nặng nồi căm hồn. Ta phải nếm mập nằm gái giữa núi rừng làm sương cô tịch. Lê Lai ơi, ta đau buồn khôn xiết Giấc mộng chưa thành mà khánh nỡ đành vinh biệt ta đi. Biết nói câu gì trong ngấn lệ quen mi. Trời Nam binh biên chỉ can trường trong gian khổ hiểm nguy. Khánh nào có ngại ngùng nào hay đó chỉ là Lê Lai dùng tương. Ta đột ổ sống quyết làm nên chi lớn nhưng một bước thân chinh đành gục ngã chốn xa trường. Nhìn bao cảnh nhục đau thương giọng đêm trường ngũ quốc. Ta mất thanh rồi trời đất cũng cuồng quay. Ngang dọc một thời ta từng hét gió gào mây, mà đến hôm nay phải nén dạ gan trường. Khóc một trung thần vừa ngã xuống đất Lam Sơn, còn đau đớn nào hơn khi âm dương đành xa cách. Dũng khí của Khanh thật sáng ngời hưởng chúng liền. Ta phải làm gì để báo đáp thâm ân? Phải rồi, ta xin thề sẽ giết hết lũ giặc xâm lăng. Ta sẽ thét vang trong đất bằng dãy sông. Ta sẽ dung gương cho gió gào sấm đồng. Ta sẽ tưới cỏ cây bằng máu nông của quân thù. Rừng núi chí linh xóa sạch áng mây mù, để những mũi hoàng hồn khi rừng thủ thay áo mới. Ta sẽ quay lại nơi này cùng uống rượu với Lê Lai. Càng chén tan bồng vui với cỏ cây, để sống lại phút giây bên người dùng. Bồng bá đồ dương ta sẽ làm nên nghiệp lớn. Dẫu bây giờ còn quay quốc chốn rừng sâu. Trước tiên là anh khen cái giọng của em á. Giọng của em tốt. Em có một cái chất giọng ấm, cao, rộng. Cái nhịp của em thì không thể nào nói là nhịp của em hay được, nhưng mà tròn, em ca tròn. Nếu như em có được một cái người chỉ dẫn em á, thì em sẽ tốt hơn, ca hay hơn, nhịp nhàng vững chãi hơn. Và quan trọng hơn nữa là em ca bây giờ nó đang ở cái mức độ là khuôn thôi. Nó không có đi ra khỏi cái bài bản giọng cổ. Cái giọng em, anh nhắm mắt lại anh nghe nó mường tượng, anh nhớ tới anh Minh Tuấn của ngày xưa của đài phát thanh thành phố vậy đó, anh Minh Tuấn á. Em có cái chất giọng giống như vậy, rất là hay. Nếu như em mà thu âm á, thì giọng em rất dày luôn, thu âm. Nhưng mà để mà đến với cái tài danh tân cổ này đó, không phải ngoài cái hơi không, mà chúng ta còn phải có một cái thử thách, đó là biểu diễn nữa. Em phải qua nhiều giai đoạn là ca, diễn, rồi các nhân vật để em thể hiện? Dạ tại vì em đó giờ em chưa có biết diễn nên là nó hơi bị lỏng cộng đúng không? Dạ đúng rồi, em không biết xử lý. Đó, anh mong rằng là nếu vòng trong á, các huấn luyện viên sẽ uốn nắn em lại từ tay chân cho tới cách biểu diễn của em, để làm sao mà em có thể em tròn vai thôi, anh không cần phải hay, tròn vai thôi là em có được cái gọi là cơ hội lắm nha. Chúc mừng em. Em mê ca cổ từ khi em mấy tuổi? Dạ hồi nhỏ em không nhớ, nhưng mà em nhớ là em thích nhất là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Bây giờ em làm nghề gì vậy? Em làm công nhân ngày mai ạ. Mai? Dạ. Rồi thời gian đâu mà em biết nhịp, em học nhịp? Dạ nếu mà không có tăng ca, em tham gia mấy cái nhóm đàn ca tài tử thì em sẽ xin ca hát, thì em từ đó em cứ thông là em rút ra kinh nghiệm để em có thể là trao dồi nhịp nhàng và cái cách ca của mình nó được tròn mạnh hơn. Anh tin em sẽ là một cái gương mặt của sân khấu truyền hình, và anh mong rằng cái sự quyết định ngày hôm nay của riêng anh, không anh Long làm sao nha, sẽ mang đến một cái sự đúng đắn cho chương trình, nên là anh đồng ý. Dạ, em cảm ơn ạ. Sự thật mà nói thì là giọng hát của em á là một giọng lạ. Hiện thời bây giờ là để tìm một cái giọng lạ mới khó, chứ còn một cái giọng hát hay mà nó giống người này giống người kia thì dễ lắm. Cái giọng lạ thì phải lạ mà phải hay mới được, chứ mà lạ mà lãng nhách thì cũng không được luôn ha. Anh mong rằng là các ban huấn luyện ở trong á sẽ biết tìm tòi và biết khai thác cái giọng của em, và đặt đúng chỗ, đúng bài, đúng vai luôn thì em mới tỏa sáng được. Anh cho em một cơ hội. Dạ em xin cảm ơn. Anh đồng ý. Cố gắng lên nha em, và sẽ đạt được những gì em mơ ước nha. Dạ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức tiết mục dự thi của thí sinh Hoàng Thanh. Tuyệt vời xiêm máu hoa đèn sáng tươi, lân trống như hoa khúc ca. Nghe gió đưa hương phảng phất mùi hương nghiêng mình thành kinh, trong nhạc vang lên như lời cầu nguyện cho nhân thế bình yên, người được sống an lành. Trai gái hòa duyên đẹp mong ân tình, cầu cho lúa được mùa tươi tốt, mưa thuận gió qua người tràn ngập niềm vui. Thương hoài thời ấu thơ êm đêm miền quê tôi đó, cũng đã được thỏa lòng cùng giai điệu mến thương, mang ước mơ tuổi thơ thành nghiệp dĩ tiên, hát lời ca là lẽ sống của đời mình. Đêm nay cờ lòng muôn màu, bồi hồi nhớ lại hôm nào hồi quê, cho tôi thêm lửa yêu nghề, dù tương lai dần bốn bề gian nan. Chị Văn, chào nhà Dung. Bắt nó lại, tôi thấy nó rõ ràng mà. Bắt nó lại nè. Trời đất ơi, thấy rõ ràng thấy không? Vô đây ăn cắp cái trống người ta nữa nè. Đó, của con mà mày, cô Kiều. Tao thấy mày trà trộn vô trong cái hội làng, rồi mày đi mày móc túi người ta, bà khóc hết nước mắt với mày. Bây giờ mày không có chối nữa, mình ăn cắp là mình phải nhận. Rồi ăn cắp thì ăn cắp mà. Tại sao vậy hả? Mặt mày sáng láng, coi cũng đẹp trai lắm. Chuyện gì mày? Nói. Chị ơi, cô. Cái gì? Con có muốn ăn cắp đâu. Tại vì con tham đúng không? Tại vì hoàn cảnh quá khó khăn, mẹ của con đang nằm liệt giường liệt chiếu. Trời ơi, nằm gì dữ vậy con? Con không có tiền để chạy chữa. Trời ơi, nằm liệt luôn vậy hả? Thiệt không? Nên con mới đánh liều, xin cô hãy thứ tha. Trời ơi, thôi bà nha, cái vụ này là không có tin được đó đâu. Lỡ mẹ em mất đi, em thành đứa mồ côi, thì cô với chị có vui vẻ trong lòng. Khi mình ít nhiều cũng là bà con lối xóm mà. Hàng xóm luôn á? Mình hàng xóm luôn đó hả? Ờ, nó nói vậy đó. Chị ở bên kia đường, thường ngày em thấy cô chị cười vui, em mê dữ lắm luôn á, đừng bắt em năn nỉ. Mà mày cũng tệ nữa, má mày bệnh vậy nói với Bình Tinh cho con tiền. thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Dạ, con khi 9 tuổi, lần đầu tiên con nhìn được cô chú diễn Cải Lương, con rất là thích. Con nhớ lúc đó là tâm trạng của con rất là thích. Con về tự mài mò, học hỏi từng câu ca. Đến năm 15 tuổi thì con được đủ duyên gia nhập vào đoàn nghệ thuật tuồng cổ hát bội Thái Bình ở An Giang. Cho đến năm 20 tuổi con được đặt chân lên thành phố Hồ Chí Minh để diễn chung với các đoàn. Cuộc sống mưu sinh của con bên ngoài thì rất là chật vật. Đi đeo đuổi theo nghề nghiệp thì phải si mi mũ mão cho chỉnh chu, mà nghề hát thì con trang trải không nổi, cho nên con phải tìm thêm nghề phụ là nghề bán đá phong thủy và múa bóng rổi. Và nay con được đến với chương trình thì con nguyện với lòng hết mình với chương trình Trăm Năm Ánh Việt. Con xin cảm ơn cô chú. Trăm năm ánh Việt sáng ngời mai sao. Kính thưa tất cả quý vị, Đứng Cái Bình Tinh là một cô gái mang dòng máu của ngành nghệ thuật sân khấu hát bội, nghệ thuật. Thời gian dấu trôi nhưng vẫn còn in đậm ánh Việt sẽ trôi. Ủa sao nay chịu bận đồ hát rồi, chịu đi hát lại rồi phải không? Lâu lâu cũng nhớ sân khấu quá ông ơi. Nhiều khi tôi buồn quá, tôi đứng tôi hát mình nên tôi vậy đó. Mà tôi không có cho ai biết hết trơn á. Ủa nay nhiêu tuổi rồi? 79. 79 nè hả? Vâng, 79 mà có hơi còn dữ lắm nha. Đi đi, tôi dẫn đi hát show. Thôi già cả rồi, dần tuổi nhỏ nó lên, ông thấy không, như diều gặp gió. Già cá hát có nổi đâu đi, đứng cũng muốn sụm lên sụm. Ủa sụm lên hả? Hát sụm. Nói gì mà hát sụm băng vuốt cao dữ người ta. Bây giờ á, là phải đi hát không có được bỏ nghề. Thôi cái gì đi ông nội cầm cái dao mua sao nổi. Thôi ông đừng ghẹo tôi mắc cậu. Tôi nói nổi là nổi mà. Đứng dậy, đứng dậy nè, chuẩn bị nè. Đi qua cho tôi liền một cây giáo là làm liền nha. Trời chuẩn bị nha, ban nhạc chuẩn bị nha. 1, 2, 3 vô tháng phản xa. Hò soi lĩnh xa trường xuất chiên, đem binh hùng mà tiêu dĩ soi la. Nào ngại chi xanh tự nhan hồng, liều một thác anh thư quyết chiến nữa hả? Ê! Đường biển cương dục gió, lòng không núng nao già đồng. Chỉ lên đường dù thân khác nào sợn gian, tù này phải trả thế cung sông núi. Lòng không núng nào già đồng, quốc sĩ quân bi hãy nghe lời. Dục gió câu Trường Sa, dù là thân tha nguyện đem máu xương hồng nhà. Tiết mục dự thi của thí sinh đoàn Bảo Ngọc đã kết thúc. Xin cảm ơn phần dự thi của em rất là nhiều. Xin mời nghệ sĩ ưu tú, nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ. Trời ơi, hát gì mà bốc quá à. Cái niềm đam mê, cái lực cháy bỏng đối với nghề của em khi em bước ra sân khấu đã thể hiện hết tất cả rồi. Chỉ một câu giọng cổ và một hai bản nhạc quản mà diễn tiết là xuất thần. Chị Mỹ ngồi ở đây. Bảo Ngọc, cho tình tôi miên man. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai đường xa chúng đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu, để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha. Sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Dạ, con xin kính chào ban giám khảo. Con được xuất thân từ gia đình truyền thống cải lương, nhưng chưa bao giờ con cảm thấy ỷ lại vào điều đó. Đối với con cảm thấy đó là một trọng trách và trách nhiệm con phải mang. Con muốn lan tỏa niềm đam mê cũng như là nghề của mình đến với tất cả mọi người, cũng như thế hệ sau. Và đến với chương trình Trăm Năm Ánh Việt, con hy vọng đây là một cơ hội để cho con được tỏa sáng, cũng như là để cho mọi người được biết đến con nhiều hơn và yêu mến cái tên Bảo Ngọc nhiều hơn. Con xin hứa với quý ban giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài, hãy tin con và ủng hộ con. Con xin cảm ơn rất nhiều. Nam mang quả lệ chi về có nàng ấy hãy chân. Hoàng sa ngàn thùng dập vui gió câu, thân duyên trên núi du miệt mài, dù nhọc chẳng mưa tuôn sương rơi, không nắng chân vì ai. Trường về Trường An quất sao mây mù vắng lối, lòng nóng nao dần tặng hai chân, qua để chi trái ngon đậm lên, ngày đêm nhớ đến người. Qua lệ chi đất linh, thần xin đem chút tài kỹ mã rời khỏi Trường An, đem về cho Thái chân quả tươi hồng. Lòng nôn nóng khi biết Thái chân trắng hòa thơm nồng, thở khói như mây Long Câu trổ tài thiên lý, tại người nóng lòng hay ngựa nan chân bon, kinh dân lên người quá để chi đầu bằng ngàn câu thương nhớ. Gió ngựa đường xa không làm đáng chi, mong ngày sẽ quay về. Đó là tâm tình của mang tướng An Lộc Sơn, cuồng nhiệt quá thâm dũng về phờ dài, lo trai mất con còn hơn mất ai, nâng niu quả để chi hơn yêu quý bản thân mình. đình Nam. Gió ngựa trắng trùng chân bước vi, mời dân nương nương với bao ước nguyện chân thành nàng ơi. Thái chân ơi, Đường Minh Hoàng giữ được nàng là nhờ ngôi cao tuyệt đỉnh, còn ta chiếm được nàng là nhờ quy vũ của con tim. An Lộc Sơn này thì trời đất ngã nghiêng, hay bão tố phong ba sụp đồi. Ta sẽ chiếm lại Thái chân người ta yêu quý, đem cả Giang Sơn đặt dưới chân nàng. Qua he nụ còn vua đôi nét môi, làng tóc xanh như cười. Ai đêm như biết non xanh thành đôi mi, màu ta dương ứng trên môi hồng. Đó là tâm tình của mang tướng An Lộc Sơn, yêu Thái chân không gì thay đổi được. Hôm nay bỗng dưng trời nổi tan tóc, ta khóc cho nàng hay đang khóc cho ta? Thái chân, Thái chân. Anh Phong. Ủa? Bình Tinh. Ủa, em đi đâu vậy? Sao bữa nay em nói em đi học, rồi bữa nay em tới đây? Em tới để... Để gì? Em chào tạm biệt anh. Tự nhiên chào tạm biệt? Em đi lên Sài Gòn. Biết rồi, lên Sài Gòn đi học á thì anh ở nhà đi hát. Anh ơi, anh đi hát anh có tiền cái anh lo cho em. Anh cũng biết là ba mẹ em á, có mình em là con à, thì bây giờ ba em cũng đang thiếu một số nợ rất là lớn. Thì ở Sài Gòn có người họ hứa giúp cho ba em trả nợ. Trời ơi, nó giỡn anh chứ gì. Mình chia tay đi anh. Trời ơi, nó giỡn anh cái gì nữa. Em lên Sài Gòn đi lấy chồng. Đó là sự quyết định của ba mẹ em, và sự đồng ý của em luôn. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Bình Tinh. Bình Tinh. Tôi sẽ khắc trong tim từ bây giờ cho đến chết câu thủy chung hôm nay giờ như bọt nước trôi xuôi. Thì em đừng khóc than tình đôi ta phải cam chia lìa. Về bên người ta đi, còn riêng tôi ôm nỗi đau ngầm. Em về đi, em về với người giàu có đi. Em đi đi, em đi đi. Dùm thương em, đừng đau thương để em lên. Em về đi. Vinh đi. Bình Thân. Xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh ạ. Phải nói là qua những cái phần thử thách tăng cường này, anh cảm thấy rất là thú vị. Và anh nghĩ đó là một cái bài học lớn cho các bạn. Trong cái bước đường mà cải lương thay đổi như vậy, chúng ta phải có đủ nội lực, có đủ căn bản để chúng ta theo kịp cái tiết tấu. Bình Tinh ra, Bình Tinh thay đổi cái sắc rõ ràng luôn, rất là tình cảm mà em cũng nương theo được. Nhưng mà trở lại cái phần thi chính thì anh lại cảm thấy không có thuyết phục anh. Theo anh đó nha, cái phần xuống mà để ta vỗ tay á là em bị thất bại. Cái chỗ mà tươi hồng á là... Đuối đúng không? Thần xin đem chút tài ký mã trời khói Trường An, đem về cho Thái chân quả tươi hồng. Đáng lẽ chỗ đó anh vỗ tay thì anh lại không vỗ tay. Và anh có cảm giác em chia câu á không hợp lý. Em phải chia câu cho nó nét hơn. Phong thì thích hợp với những giai thư sinh, nhưng mà khi mình đã chọn vào một cái giai võ tướng thì đúng là thiếu cái thần thái, thiếu cái oai vệ của một dụng tướng. Cái thứ hai, nếu người khác thì anh không trách, mà đối với Phong thì anh trách và nhắc cái đầu cụ, cái roi ngựa đó. Hôm nay nó có vấn đề, phi ngựa cũng không ra nét. Phong được một cái duy nhất đó là cái gương mặt, cái vóc dáng, cái giọng ca nó thích hợp với một anh kép mà sẽ được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích. Chứ ngày hôm nay ở anh thì em chưa giỏi, hơn khá tí xíu thôi, cố gắng lên nha. Nếu mà tiềm năng, dạ có tiềm năng. Em cần phải tính toán là một chút. Khi mà mình đóng cái vai võ tướng, mình bận bộ đồ võ tướng vô là cái thần thái mình đã khác rồi. Rồi khi mà ca một cái vai võ tướng thì cái lực. Tại sao em lại khóc? Em sợ. Mà em sợ gì? Em sợ em đi rồi ha, ở đây anh quên em, rồi anh quen người khác. Khùng quá à. Anh chỉ có một mình em thôi đó. Anh hứa rồi đó nha. Dù em có đi hơi lâu một chút, anh cũng phải đợi em á. Anh sẽ đợi. Nhất định anh sẽ đợi em. Xê tàn hoàng hôn đến đâu đây, màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, sẽ lăn trong tim khuất xa rồi biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đèn yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối tình, trăm nghìn mối hướng theo một bóng người. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu Hoàng. Lý do thứ nhất đó là mình muốn đem hình ảnh của mình đến gần với quý vị khán giả nhiều hơn, để chứng tỏ với mọi người là công lao bao nhiêu năm học hành, bao nhiêu năm tôi luyện từ trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và lý do thứ hai á, Phong muốn đến đây đó là đem hình ảnh cải lương của mình, những cái điều mình đang học đến gần với quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Và để cho mọi người biết được là Thành phố Hồ Chí Minh có một cái khoa để đào tạo diễn viên cải lương. Với những cái điều đó thì Phong nghĩ là quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo sẽ ủng hộ cho Nam Thanh Phong. Trăm năm anh Ngọc Duyên. Và ngay bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với tiết mục dự thi của hai thí sinh Nam Thanh Phong và Bảo Ngọc. Vết thương của ngươi cũng đã lành, hãy trở về với rừng núi. Chắc là cha mẹ của ngươi sẽ nhớ ngươi nhiều lắm đó. Ngươi đi đi. Ngươi đi đi. Chiếc lòng này từ nay sẽ trơ trọi. Ta sẽ nhớ ngươi nhiều lắm. Nếu như ngươi là một nàng con gái thì ta sẽ không để nàng rời xa ta đâu. Hey. Nàng... Nếu mà chàng buồn khi từ đây xa vắng thì em xin tình nguyện ở lại nơi này. Nàng ở lại nơi này? Dạ. Làm sao? Đây vết thương trên cánh tay được chàng cứu chữa, nay đã lành, minh chứng nghĩa ba sinh. Tôn Các chàng ơi, nặng tờ mấy ngàn, xin bao đáp bằng tơ tình văn bó. Bạch Viên xin nguyện khắc cốt ghi tâm đến muôn đời, không bao giờ phôi phai. Ôi trai tim vàng sao vừa lạ vừa quen, trong nàng lạ lắm. Tôn Các à, em đây chính là con Dượng Bạch được dạng cứu nguy. Nàng nói nàng là đúng rồi, em ở trong đó đó. Tôn Các à. Tôn Các ha, tra hỏi làm chi, người ta nói cái xỉu à. Hồi nãy còn nói ước chi mi là một nàng con gái thì ta sẽ không bao giờ để mi lìa xa ta. Vậy mà ta quay lại cái xỉu. Tôn Các, Tôn Các. Không có xỉu nữa nha. Không. Sợ hả? Sợ. Sợ tôi lắm hả? Ừ. Sợ thì thôi, tôi đi. Nàng ơi, nàng đừng đi. Nàng ơi, nàng từ đâu đến đây mà mới gặp gỡ lần đầu tiên đã làm cho ta... Ta sao? Không biết nữa. Nhưng mà trong đây nó... Nó thế nào? Nó đã ngẩn ngơ vì ai đắm say xuyến sao tâm hồn. Ôi phải chăng duyên trời đã định phần chúng ta gặp nhau. Xin ai chớ nên quay về vì nơi này vẫn vương ngày đêm. sẽ kết tình duyên. Ta nguyện chung tình đến suốt đời ta sẽ cùng nhau xây ngàn mộng thăng. Ba sinh đã vàng vẹn với câu này. Thời gian thấm thoáng thôi đưa đã trải qua mấy mùa đã rơi. Trăng quý trăng tròn chứng minh tình son sánh. Nàng Bạch Viên sánh duyên cùng Tôn Các, nay trổ hài nhi cho thỏa lòng lời mong. Nó chạy hướng này nè, đuổi theo, mau đuổi theo, đuổi theo nó, nhanh lên. Con tới đâu, tìm con về cho ta. Đi, mau, mau đuổi theo nó, nhanh lên, đuổi theo nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, nó chạy hướng này nè. Đâu hả? Trưởng làng ơi, cứ mỗi mà buổi sáng tinh sương nha, tôi thấy có một cái con ha, người nó không ra người, dưỡng không ra dưỡng, lông nó trắng muốt, hai cái tay nó dài. Nó dài gì nè? Nó đu từ ở đây, nó đu thẳng vô rừng. Thấy ghê không? Con ở đâu? Con ổng đâu? Con ổng đâu ai biết. Cho dù nó có là con gì đi chăng nữa, bằng mọi giá phải bắt được nó, đem con về cho ta. Dạ, dân làng ơi, tập hợp đi kiếm con đâu. Dạ, trời ơi, đâu rồi? Tìm đi. Kìa, trưởng làng, bà con, sao hay mọi người lại tới đây đông đủ vậy? Tôn Các tiên sinh, chuyện là như vậy. Chuyện là ông đẻ được đứa con, nhưng mà bị người ta bắt cóc rồi. Tôi nói vậy đúng không ngài? Ôi da, sao đánh tôi? Ăn cơm hết. Đúng như vậy đó Tôn Các tiên sinh. Ngài ở đây, ngài có thấy ai ẵm con đã chạy ngang đây không? Con của ngài bị bắt à? Phải. Cái chuồng bò. Hả? Con bò nó bắt mất con của ta. Con bò nó ăn cỏ chứ nó có ăn thịt đâu, bắt con không? Sao ngươi vừa mới nói? Trời, ý tôi nói là ở giữa rừng gì mà làm gì có được cái chuồng bò đẹp vậy, đúng không ngài? Dạ đúng rồi. Đó, thì ông không hiểu hả? Ý là cái chuồng này nhốt cái gì? Có phải nhốt mấy cái con gì không? Hiểu không? Làm sao? Nói gì cũng không hiểu nữa. Mở cửa ra đi rồi tôi nói tiếp cho. Hay quá. Nói rồi, đất của người ta qua làm cái gì làm ít ít thôi. Trời ơi, như vậy ông hiểu à? Tôi nói ông nghe, tôi nghi cái tên này nè. Tại sao? Tại sao hắn không ở với chúng ta mà lại đi vô thăm sơn cùng cốc ở? Tại sao? Tại sao? Tại đi hái thuốc nè. Quá trời thuốc luôn, ông không thấy hả? Đây. Nè nè nè, đừng có phá thuốc của tôi. Hái thuốc chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Thật ra tôi khẳng định hắn là người bắt cóc con ông. Tôn Các, ngươi bắt cóc của ta đúng không? Nè, ông kia, đừng có nói năng sằng bậy. Ta giờ chỉ bóc thuốc cứu dân, chứ đâu có làm điều trái khuấy đó. Nghe gì chưa? Tiếng con nít kìa. Tiếng con nít. Con đã đó. Người hả? Kiếm con cho ta nhanh lên. Tìm được rồi. Tìm được rồi hả? Nó nín rồi. Đưa cho tôi. Con nào con của ngươi? Đưa cho ta. Con bắt tao đôi đây đúng là. Ôi, trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Ngươi không có vợ thì làm sao mà có con? Hả? Trôi nó lại. Dạ. Trả con lại cho tôi. Ngươi hả? Ngươi là kẻ. Trả con lại cho tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Tao đưa ra. Tao đưa ra. Bạch Viên. Trời ơi, bắt nó lại. Bạch Viên, cẩn thận. Cẩn thận Bạch Viên. Ai vậy? Ban đầu là đi luôn thì thấy người chạy. Chạy đi. Chạy đi. Bắt nó lại. Bạch Viên. Bạch Viên. Bạch Viên. Chạy đi Bạch Viên. Chạy đi Bạch Viên. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi Bạch Viên. Trời ơi. Đứa nhỏ bị bắt đi mất tiêu nữa rồi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi bà. Thả tôi ra. Thả tôi ra, tôi đang bị các người. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Bằng mọi giá phải bắt con yêu tinh nó lại. Đem con về cho ta. Dạ. Tôn Các. Bạch Diệp. Tôn Các. Bạch Diệp. Tôn Các. Bạch Diệp. Bạch Diệp, sao này nàng không trốn đi? Nàng quay lại để làm gì hả? Không có đánh đập hành hạ dạ không? Không. Cô không. Không ai đánh đập gì ta hết. Nàng bồng con trốn đi Bạch Diệp. Ngày mà em lo sợ nhất cuối cùng đã đến. Ôm con băng rừng vượt suối treo non. Tiếng khóc con thôi làm tim em quặn thắt. Chợt nghĩ một mình lẻ bóng mơ, đời nghĩ đến khi đêm về được có kiếp người mới trở lại cùng Phu Lan. Ôi vợ con tôi vẫn còn bên. Em và con không thể bỏ giặc lại đây một mình. Nếu sống vợ chồng ta cùng sống, có chết vợ chồng ta cùng chết. Không, nàng đi đi Bạch Viên. Nàng đi đi. Con nằm đây chờ mẹ. Ngoan nha con. Ngoan đi Bạch Viên nha con. Đi đi mà. Ta đang nỉ nàng mà. Đi đi. Đi, đi thôi này. Chạy mau lên, đi. Mau lên. Em không còn kịp nữa. Nhanh lên. Đứng lại. Bao giờ đứa bé này cho ta. Không, nó là con tôi. Nhanh. Chạy bọn con chạy đi. Chạy đi chàng. Nàng cẩn thận. Chạy đi. Bắt nó lại. Cẩn thận kìa. Không, nó là chạy đi đâu hả? Bỏ nó lại. Đừng đánh vợ tôi. Vợ tôi không phải đây. Đừng đánh vợ tôi. Vợ tôi không phải là yêu tên. Ngươi điên rồi. Không. Xin các người đừng bắt vợ con tôi phải chịu cực hình đau đớn. Nàng có tội tình chi mà nhân tâm dây bắt hại, trả cho tôi cuộc sống yên lành. Tôi đã bao năm cứu người khỏi bệnh, hãy thả vợ con tôi tha thiết. đem nó trên điện quả. Dạ. Đâu, đâu, thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôn Ca, thả tôi ra. Đừng đánh vợ tôi, vợ tôi không phải là yêu tôi. Đừng đánh vợ. Bà Thiên, bà Thiên, Bạch Diệp, Bạch Diệp, đứng lại, buông tay đi, đừng, buông tay đi, đừng mà, bắt buông lại, nhanh lên, Bạch Diệp, trời ơi Bạch Diệp, trời ơi Bạch Diệp, trời ơi, con dưỡng mà biết nói tiếng người, con dưỡng thành tính rồi, đừng đánh vợ tôi, vợ tôi không phải liều tôi. Tôi lại các người, chúng tôi dễ dàng tạo cơm sâu. Đâu ở đây hả? Tôi dám các người. Thiên ơi! Nàng đừng sợ, đã có đây, cô ta đây rồi Bạch Viên. Chuốn Lan, Chuốn Lan ơi, Chuốn Lan. Tụi tôi tìm được đứa bé ở ven rừng á. Đứa bé nào nữa? Cái ngọc bội này là chính tay ta đeo cho con ta vừa mới chào đời mà. Sao nó lại ở đây? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Đây mới là con của ta sao? Vậy còn đứa bé này là con của tôi đó. Trả con lại cho tôi. Con của mình là Bạch Diệp. Bạch Duyên, Bạch Duyên, Bạch Duyên. Đau buốt tận trời mây. Chính các người đã đẩy vợ con tôi vào cảnh tình quan nghiệt. Chẳng lẽ khao khát được làm người, được sống với đúng bản chất con người lại khó đến như vậy sao? Xin cảm ơn hai thí sinh Nam Thanh Phong và Bảo Ngọc đã mang đến một tiết mục quá nhiều cảm xúc cho ban giám khảo. Và bây giờ thì xin trân trọng kính mời sự nhận xét của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu. Cái chỗ mà hai đứa con Bạch Viên đang sắp chết rồi thì không có ai cho con mình để bú, thì thành ra có một cái đứa nhỏ trên kia nữa, nó bị cắt cái luồng tư tưởng của mình, cái người mà ngồi xem đó, bớt cái xúc động. Tụi em đã quên đi cái người con, mặc dù là vợ hấp hối ở trên kia bao nhiêu việc, nhưng mà cái người con vẫn ở trong lòng bàn tay của mình. Mình phải diễn làm sao với cái mầm sống nó còn ở đó thì người ta mới thấy thương, đúng không? Còn về riêng ca hát thì là hai bạn hôm nay hát rất là hay. Rồi má xin cảm ơn hai con nha. Cô xin được góp ý với hai bạn một tí xíu. Ngoài ca hát hay đó thì ở trong cái trích đoạn này các bạn có 4 lần khóc và la và vô bài ca. Như vậy cô chỉ muốn rằng các bạn nghiên cứu để lúc nào thì mình khóc to, lúc nào mình khóc thầm. Tức là giữa hai bạn nó có những đoạn rất hay, nhưng cô tiếc là có những đoạn các bạn không có một cái dấu lặng. Thường thường đó, mình ồn ào rồi thì mình có một cái dấu lặng để cho đàn làm việc, và lúc bây giờ thì khán giả sẽ xúc động với tụi con hơn. Tuy nhiên đây là một buổi diễn đẹp và các con diễn rất hay, ca rất hay. Cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, theo Bình Tinh được biết thì vai diễn Bạch Viên là cái vai diễn mà chị đã rất là thành công. Và ngày hôm nay nhìn xem đàn em của mình dự thi với cái vai diễn này thì cảm nhận của chị như thế nào ạ? Hai bạn ca hay và diễn tốt. Mà cái điều của chị Mỹ rất mừng bữa nay là Bảo Ngọc, trước giờ là em khi mà diễn những vai mà có vũ đạo chút xíu thì em thường là em sẽ dùng sức để làm vũ đạo, thiếu cái chiều sâu. Nhưng mà bữa nay á, Bảo Ngọc vào cái nhân vật này thì chị Mỹ thấy là Bảo Ngọc có thay đổi và có tiến bộ rõ rệt, là biết hát, biết diễn ở trong cái cảm xúc của mình. Bảo Ngọc diễn rất là sâu, biết nuôi nhân vật từ đầu cho đến cuối. Còn Thanh Phong thì bữa nay hát tốt và vô cái nhân vật này làm như là hợp hay sao đó. Thấy nó hiền, thấy nó rất là dễ thương, thấy nó chân chất, lấy được tình cảm của mọi người. Phải nói là Ngọc tiến bộ trong cái cách diễn của em. Có những cái điểm em lắng được, đó là cái điều ăn cần của những cái người diễn viên triển vọng. Đúng như những gì mà bốn vị giám khảo đã nhận xét thì anh không nhận xét về cá nhân của các em. Anh chỉ thấy là tụi em đến cái buổi ngày hôm nay tụi em đã làm hết sức mình, với tư cách là một cái người mà đã bắt đầu cuộc hành trình chứng kiến được cái sự lao động nghệ thuật của các em. Tôi đã từng thấy những sự trầy xước trên tay, đầu tiên là từ đạo diễn Ngọc Duyên, rồi sau đó là Bảo Ngọc, em xòe bàn tay em ra đó, em bị tét ngay chỗ đó. Thì đó là những cái sự mà hy sinh của người nghệ sĩ dành cho nghề. Nhưng hôm nay anh có lời khen ngợi dành cho cả Bảo Ngọc và Nam Thanh Phong. Tụi em đã làm cho anh hài lòng. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tú Hữu Quốc. Hai bạn đã nhận được rất là nhiều sự yêu thương của ban giám khảo. Chị Bình Tinh tin chắc là quý vị khán giả đang xem Trăm Năm Ánh Việt cũng sẽ hướng tình thương đó về cho các bạn. Và với vòng thi này thì ban giám khảo sẽ không đưa ra sự thử thách bất ngờ cho các thí sinh, mà Bình Tinh sẽ nhường quyền đó lại cho hai bạn. Hai bạn tự thử thách nhau. Em có thể thử thách Nam Thanh Phong trước đi. Bây giờ ông mấy anh làm vai em đi. Trời ơi. Anh diễn Bạch Viên. Còn ai diễn Tôn Các? Em diễn Tôn Các. Trời đất ơi. Và xin mời tất cả quý vị cùng đến với phần thử thách tăng cường của thí sinh Nam Thanh Phong. Hôm nay My đã lành lặn vết thương, hãy về với rừng núi đi. Chắc là cha mẹ của My nhớ My nhiều lắm. Về đi. Hey. Wow. Hey. Hey. Chiếc lòng này từ đây sẽ trơ trọi. Chắc là ta sẽ nhớ My nhiều lắm. Ta ước gì My là một nàng con gái, thì ta sẽ không bao giờ để My rời xa ta. Hey. Dạ. Hey. Hey. Ai đó? À, dạ tôi. Tôi? Dạ. Tôi là ai? Dạ, cảm ơn chàng đã ra tay cứu mạng. Ta cứu ngươi? Dạ phải. Nếu chàng buồn khi từ nay xa vắng, thì thiếp sẽ nguyện ở bên cạnh chàng. Ở bên cạnh ta? Dạ phải. Đây vết thương được chàng cứu chữa, nay đã lành vì nhân nghĩa hữu duyên. Tôn Các ơi, ơn kia sánh tở mấy ngàn, xin báo đáp bằng tình căn bó. Bạch Viên xin nguyện khắc cốt ghi tâm đến muôn đời, không hề phôi phai. Ôi trái tim chàng thấm nhuần tình thương nhân nghĩa, chàng yêu vàng sánh linh, yêu thú rừng, yêu cả Bạch Viên. Sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Nàng ơi, nàng là Bạch Viên, sao ta trong nàng vừa là vừa quen. Vừa là vừa quen, tại vì chàng chưa rõ nguồn cơn. Vết thương trong quen, nhưng sao ta vẫn còn xem nàng lạ lắm. Em đây chính là ai? Con dượng Bạch được chàng cứu nguy. Ngọc đã thử thách Phong xong rồi, bây giờ Phong sẽ thử thách Ngọc lại bằng một cái đoạn nào? Cái phần thử thách của em dành cho Bảo Ngọc là tiếp cái phần này luôn, là cái giọng Kim Lan. À, dạ kính thưa quý vị, đây là phần thử thách bất ngờ của thí sinh Bảo Ngọc. Con dượng. Dạ đúng rồi. Nè, nè. Đó. Nè, bình thường em trong đây nè. Trời đất ơi, cha hỏi làm chi mà ta nói ta là con dượng Bạch cái xỉu. Nè, dậy đi Tôn Các, dậy đi. Sợ hả? Sợ thiệt không? Thiệt. Đó, sợ rồi đúng không? Sợ thì... Hả? Tôi đi. Ê, nàng ơi, nàng ơi. Ôi da trời đất ơi. Nàng ơi. Dạ ơi. Nàng từ đâu đến? Mà sao ta thấy nàng cái ta. Ta sao? Cái ta sao? Ta không biết nữa. Mà cái chỗ này của ta nè. Nè sao? Nó sao? Nó sao? Nó đã ngẩn ngơ chi ai đắm say xuyên sao tâm hồn. Ôi mấy văn duyên trời đã định phần chúng ta gặp nhau, do mối duyên ban đầu sẽ không lìa xa. Bao lời ai vừa phận dài lâu. Và bây giờ thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, anh cảm thấy là trong hai thí sinh anh sẽ yêu thích thí sinh nào trong cái phần thử thách bất ngờ này ạ? Ở trong cải lương nó có một cái đặc biệt là các bạn gần như phải nhớ hết. Đương nhiên là nhớ tuyến, nhớ phần diễn là đương nhiên là, mà nhớ cả lời là cực kỳ khó. Không có thuộc của nhau đó thì diễn không có ăn sơ. Đó, tức là sở dĩ mà đóng với nhau mà ăn sơ đó, tức là từ cái lời văn cho tới cái diễn xuất, thì có thể nói rằng cả tâm hồn của tụi mình luôn hả? Thấy tại sao đến với cải lương là nó cần một cái sự yêu mến đến tận cùng như vậy. Các vai diễn như cô nói là phải gần như là thuộc hết để có thể là cháy đến tận cùng từng cái chi tiết nhỏ. Quay trở lại nha, với anh đó, thì anh thích bạn nó phải sáng tạo. Anh xin dành cho Ngọc Bạch Viên. Chúc mừng thí sinh Bảo Ngọc. Dạ, và thưa nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, thí sinh nào gây ấn tượng trong vòng thi thử thách bất ngờ này cho má ạ? Ấn tượng thì hai người đều ấn tượng hết. Bảo Ngọc thì hay rồi, làm kép thì là ngon rồi, nhưng mà duyên dáng là Phong nè. Đào gì mà vậy nè, môi giãn lên mà điệu quá à. Mà hết sức là dễ thương. Má trộn Phong đi. Wow. Xin chúc mừng thí sinh Nam Thanh Phong. Và xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Cả hai bạn đều xuất sắc. Nhưng mà có một cái chỗ mà Bảo Ngọc á, rất là duyên dáng. Bây giờ thì sao? Tức là cho cô chọn luôn hai bạn đi. Đang một đều đó cô. Thì về chọn Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Chúc mừng Bảo Ngọc được 2 lá phiếu rồi. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Bây giờ mình công tâm nha. Em nào cũng hay hết trơn á. Nhưng mà giờ mình biết chọn sao giờ. Thôi thì giờ Phong cũng hay, Ngọc cũng hay. Chị chọn Phong nha. Hai thí sinh đang ngang tài ngang sức 2 điều à. Và bây giờ xin mời nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Anh Vinh biết không, ở trong cái nghề của má Giàu, của Tuyết, chị Mỹ với em á, có những cái xuất hát mà nữ phải làm nam và nam phải làm nữ. Ở đây thì chị Mỹ đã từng đóng Lữ Bố, anh Quốc từng đóng Điêu Thuyền, cô Ba từng đóng Hoa Mộc Lan, má Giàu từng đóng Lục Vân Tiên. Mặc dù cái giọng ca của mình không thể nào mà mình ca ồ ồ như nam, nhưng cái này là cái quan trọng nè. Đã là kép thì phải biết diều đào. Và trong đó anh thấy được Bảo Ngọc có cái sự tinh ý đó, từ cái bản lĩnh, từ cái thể hiện cái này và cái duyên dáng khi nắm tay của cô Đào, cái ánh mắt tình tứ của Bảo Ngọc, thì cái đó anh thấy được đâu đó có má Giàu, có cô Ba, có chị Mỹ. Thì bây giờ anh mong rằng thế hệ sau tất cả các em phải biết tất cả những loại vai, thậm chí có những lúc mình phải thể hiện cả nhân vật nam hoặc nữ. Anh chọn Bảo Ngọc. Rồi, chúc mừng thí sinh Bảo Ngọc và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Một cái tiết mục các em đã rất là thành công, mặc dù là cũng có lời khen, lời chê nhưng mà khen nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều.